Dạ em xin kính chào quý anh chị luôn nha. Đây, rồi ngày hôm nay là thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023 anh chị. Số 59 đó là Khánh Hòa nha anh chị. 63 44 26 35 tới 11 90 08 xe. Rồi em vừa mới bơm qua xe cho khách nha anh chị. Rồi còn con số Đà Nẵng là số 51 nè. Đà Nẵng là anh chị vừa còn 46, mẫu sắp là hơn 10 tờ đó, còn ở đây là 10 20 30 40, là tóm số là 40 tờ thôi, Khánh Hòa thôi. Còn ngày mai là nhiều nha anh chị, ngày mai đài Quảng Trị ra nhiều nè, ở ngày mai để em quay cho anh chị luôn nha. Rồi rồi thì em quay video cho anh chị mình xem dò. Anh chị nào ở khu vực lân cận này thấy số nào mà ân thì thấy video của em đưa lên anh chị mua tới mua, hoặc là anh chị gọi điện thoại, số điện thoại 0968634712, ngân hàng Aribank 4512025273226 nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha, xem video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.